Chào mọi người nha, mình là Đức Anh nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người thay bóng bi máy cưa nhé. Đây mình sẽ thử nha. Nó rất là kêu. Đây khả năng là vỡ bi rồi. Đây, đây. Đây mình cũng tiến hành tháo luôn. Và vỡ chân. Đây, mặt bàn mình vừa xuống rồi, mình tháo luôn ra. Cái nắp mồm cưa này. Nhỏ bây giờ mình sẽ tiến hành tháo hai con ốc đây. Mà mình dưới cái bu li này mình dùng tay 12 nhé. Gỡ cái dây dây đang vướng cái lưỡi bạc đây. Đây. Đây, và đây mình sẽ tiến hành hướng dẫn bạn tháo và thay bi luôn nhé. Từ trước kia này, mọi người nên vệ sinh cái chỗ này, tháo bu li cho dễ, lấy ra cái sạch đi, tại nó dỉ, tháo bu li sẽ hơi khó. Mình sẽ vệ sinh trước, đây là mình đang dùng cái đánh án đấy, đánh cho sạch cái trục trước. Đó. Mình đã đánh qua một chút rồi, mình sẽ chỉ một chút RV7 này để tách dược trước. Được. Và đây mình lại dùng đây mình đánh cái mũi đục bê tông của bạn hoặc là các bạn dùng cái sắt thanh sắt dạng cũng được. Ok rồi đấy, đóng kẽ, cái mũi này đóng vừa tay thôi. Cái mũi này cũng không va được mọi người nhé. Cái này không thể vừa va được vào đây. Một thứ hai, nếu mà van từ dưới lên thì lại mắc cá. Nếu mà van từ cái gối bi lên thì nó sẽ mắc cá vào cái bui này, không thể ra được. Cho nên mình sẽ đóng. Mình sẽ đóng nhẹ, cái này cũng rất dễ dàng. Ok rồi, nhẹ. Đó, cũng khá là đơn giản được. Nhưng mà các bạn chú ý là phải vệ sinh thật sạch sẽ ở cái phần trục này. Đây là cá, đó đây. Đó, cá, ok. Bỏ ra một bên. Đây mình sẽ tháo cái phần lắp trắng nhá, phần mỡ đây mình đã vỡ hết rồi, rồi đó đây mình vỡ thế nó bằng nhựa không sao, tại vì nếu mà nó đi nguyên bản nó thì đi nguyên bản nó không lắp mỡ, thì dùng cái này đi bây giờ phải lắp mỡ sẵn rồi thì cái này không quan trọng lắm mọi người nhé. Đây là một cái lót. 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 Đây cái này của người ta bị dơ áo bi luôn rồi này mọi người, này, nó lắc được dơ áo ngoài. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành van bi ra đây. Cho máy cao. Rồi, bây giờ mình sẽ van đấy.
bớt. Thả bớt đi này. Xong hai đầu bi nhé, tháo bi ra thay thôi. Bằng bi bằng lưỡi cưa, nhiều đầu lưỡi cưa, nó là bi 6005. Đây mình đã dùng cái mũi khoan dài nhóm bi ra. Trước khi lắp bi vào thì mọi người lên vệ sinh cái phần gối bi trước nhé, vệ sinh sạch sẽ. Đây, đây mình đã lấy hai vòng bi ra đây, một vòng là 6005, một vòng là 6204. Mọi người đo 6204. Mọi người nên dùng một chút mỡ nhé, bôi vào thành chụp này để cho đi xuống nhẹ, tránh đi xuống đi, đặt mỡ vào để dễ xuống. Lắp nó thì nó này để tránh sát cái bu đi vào cái lắp mỡ ấy. Nó này để tránh cái bu đi này sát xuống đây, cái lắp mỡ bên dưới. Rất là rộng rồi, ấn tay vào được. Đây, mọi người nhìn chưa? Không bị lỏng áo được. Lót, cái này phải lót đi. Lót chạy xe rất là kêu.
cái trâu luôn. Nó có hai cái dạng cứng. Mình cho gài cái dây cu loa vào, chốc cái dây cu loa căng này, gài giữa chút. Kêu rồi, nha. Sai rồi. Ok. Tay cả. Thế đừng gõ không? Đặt lên này là được. Đây là bắt đầu. Ok. Bây giờ mình sẽ tìm cái thử nhé. Mình sẽ quay xem vào có chạm không. Ok, mình sẽ tìm chạy thử nhé. Chạm lưỡi mà cái body nó lỏng siết lưỡi mà nó sẽ căng thôi. Okay. Bây giờ hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người thay vì này cơ nhé. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.